Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trưa ngày 30 tháng 10 của Dusan Vina. Bản tin trưa nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Bác sĩ Bệnh viện Đại học Trung An Hàn Quốc chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật cột sống cho các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Hoạt động tình nguyện tại trường tiểu học Bình Thuận. Nhà máy Water xuất thiết bị khử mặn thứ tư và là thiết bị cuối cùng của dự án Zanbu Phase 3 sang Ả Rập Xê Út. Và sau cùng, chương trình giao lưu thường niên giữa Dusan Vina và Vietcombank. Sau đây là nội dung chi tiết. Chương trình hỗ trợ tư vấn và chuyển giao kỹ thuật điều trị cấp cao cho Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam nằm trong dự án Q-Health 3 tháng cuối năm 2014, được chia làm 3 đợt, bắt đầu từ ngày 23 tháng 10 đến ngày 7 tháng 11. Và đợt đầu tiên về chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật cột sống vừa diễn ra trong 2 ngày, 23 và 24 tháng 10 vừa qua. Đoàn gồm 4 vị cố vấn, chuyên gia do bác sĩ Park Sung-won dẫn đầu đã đến làm việc cùng các y bác sĩ chuyên khoa chỉnh hình và lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam dưới sự hỗ trợ của hai phiên dịch viên Dusan Vina. Tại buổi làm việc, hai bên đã có cuộc thảo luận về công tác khám sàng lọc bệnh nhân để tiến hành phẫu thuật và triển khai một số vấn đề liên quan đến các căn bệnh liên quan đến cột sống. Tại đây, các bác sĩ của Bệnh viện Đại học Trung An đã tiến hành chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật cột sống bao gồm các bệnh lý về thoái hóa cột sống cổ, thoái hóa cột sống thắt lưng, thoát vị đĩa đệm và trượt đốt sống cho đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Theo đó, 3 bệnh nhân đã được lựa chọn để chính tay các bác sĩ Đại học Trung An phẫu thuật cùng với sự hỗ trợ đắc lực của nhóm bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Đau cột sống là bệnh phổ biến hiện nay, hay gặp ở những người thường xuyên ngồi một chỗ hoặc ít vận động. Đợt chuyển giao kỹ thuật lần này là một cơ hội tốt để Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam tiếp cận những kinh nghiệm quý báu từ các chuyên gia của Bệnh viện Đại học Trung An nhằm phục vụ tốt hơn trong công tác khám và điều trị căn bệnh này cho người dân Việt Nam. Theo kế hoạch, hai đợt chuyển giao còn lại về điện quang can thiệp và can thiệp tim mạch sẽ diễn ra trong 2 tuần sắp tới. Ngày phục vụ cộng đồng Dusan 24 tháng 10 đã diễn ra tại 130 điểm của tập đoàn Dusan trên toàn cầu. Và Dusan Vina đã có một ngày hoạt động từ thiện đầy ý nghĩa tại trường tiểu học Bình Thuận. Hôm nay, chúng tôi mời các bạn cùng theo dõi lại những hình ảnh của ngày ra quân này. Tham gia ngày phục vụ cộng đồng Dusan, hơn 110 lãnh đạo và công nhân viên công ty cùng tiến hành một buổi lễ ra quân ngắn tại hội trường lớn, tòa văn phòng chính. Và ngay sau đó, tất cả đã đến trường tiểu học Bình Thuận để chính thức bắt tay vào những hàng mục hoạt động chính của chương trình Ngày vì cộng đồng. Chương trình ý nghĩa này có 3 hoạt động chính bao gồm xây dựng hệ thống nhà vệ sinh với diện tích 38m², xây dựng sân bóng đá với diện tích 800m² có rào chắn và xây dựng 2 nhà nghỉ mát nhằm cải thiện giáo dục thông qua việc vệ sinh tốt hơn, cung cấp môi trường rèn luyện thể dục thể thao và một nơi để học tập, nghỉ ngơi và thư giãn cho học sinh tại trường. Xin chào quý vị và các bạn, hôm nay là ngày 24 tháng 10, hiện tôi đang có mặt tại trường tiểu học Bình Thuận, nơi đây đang diễn ra ngày Dusan hoạt động vì cộng đồng trên toàn thế giới. Phía sau lưng tôi đây là các anh chị em đang làm việc rất là hăng say. Sau đây tôi xin mời các bạn cùng tôi tìm hiểu cảm nghĩ của các thành viên ấy như thế nào. Xin chào bạn, cho mình hỏi sáng giờ bạn đã làm những công việc gì và cảm nghĩ của bạn lúc này như thế nào? Sáng giờ mình đã tham gia quét dọn khu vực vệ sinh trong và ngoài sân trường và hiện tại mình đang trồng hoa cùng với các anh chị. Mình hôm nay rất là vui vì đã làm một việc rất là thiết thực và có ý nghĩa. Mình hy vọng rằng mình sẽ tham gia nhiều hoạt động từ thiện hơn nữa và cũng mong rằng các doanh nghiệp ở trong phạm vi này cũng cùng nhau thực hiện nhiều hoạt động từ thiện như thế này, rất thiết thực cho môi trường và cộng đồng. Trong ngày này, các tình nguyện viên Dusan Vina đã cùng nhau giúp nhà trường làm sạch toàn bộ khuôn viên, sáng lắp mặt bằng sân bóng đá, cũng như trang bị một số cây cảnh cho nhà trường. Tổng kinh phí mà Dusan Vina đã đóng góp cho chương trình Ngày phục vụ cộng đồng Dusan lần này tại trường tiểu học Bình Thuận ước tính 450 triệu đồng. Tính luôn cả chương trình Ngày Dusan phục vụ cộng đồng, đến nay Dusan Vina đã tổ chức 5 đợt tình nguyện tại trường tiểu học Bình Thuận, bắt đầu từ tháng 2 năm 2012 với một số hạng mục công việc chính như tu sửa, sơn mới phòng học, xây hệ thống cổng và hàng rào, xây mới và cung cấp vật dụng cho thư viện, trao tặng máy vi tính, bàn ghế, dụng cụ học tập và giảng dạy, hỗ trợ nguồn kinh phí hoạt động bằng tiền mặt cho nhà trường với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng. Từ năm 2012 đến nay thì các công ty doanh nghiệp trên địa bàn đã tài trợ cho trường về cơ sở vật chất rất tốt, đặc biệt là công ty Dusan Vina đã hỗ trợ cho trường xây dựng thư viện 01
Đến nay thì các em cũng có đủ sách vở để tra cứu, rồi họ tặng máy tính để tiếp cận công nghệ thông tin, rồi các cơ sở phục vụ cho dạy và học vận động như là nhà vệ sinh, sân chơi, bãi tập và cái bàn ghế cũng như điện thắp sáng nhà trường. Đến nay thì cơ sở vật chất khang trang sạch đẹp và tương đối đáp ứng yêu cầu dạy và học trước mắt. Sau 31 tháng chế tạo và lắp ráp, dự án Zanbu Phase 3 đã kết thúc sau chuyến xuất hàng thiết bị khử mặn thứ tư vào ngày 28 tháng 10. Đây là thiết bị khử mặn thứ 8 mà nhà máy Water đã hoàn thành kể từ khi bắt đầu sản xuất vào năm 2009. Dự án Zanbu Phase 3 được ký kết vào tháng 3 năm 2013, liên quan đến việc chế tạo và lắp ráp 4 thiết bị khử muối nước biển tại trụ sở công ty Dusan Vina, nằm ở khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi. Và sau 31 tháng tiến hành chế tạo và lắp ráp, 4 thiết bị khử mặn Make in Việt Nam của dự án này đã được 248 công nhân viên nhà máy Water hoàn thành và xuất đến công trường của dự án tại Ả Rập Xê Út. Mỗi thiết bị khử mặn có kích thước gần bằng một sân bóng đá, rộng 34,4m và dài 143m, cao tương đương một tòa nhà 5 tầng và có khả năng sản xuất ra 95 triệu lít nước sạch mỗi ngày từ nguồn nước biển vô tận. Một khi 4 thiết bị này hoạt động cùng nhau, chúng có thể cung cấp 380 triệu lít nước sạch, đủ để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thiết yếu hàng ngày cho hơn 1 triệu người dân Vương quốc Ả Rập Xê Út. Do kích thước quá khổng lồ, việc di chuyển thiết bị từ khu sản xuất ra cảng chuyên dụng Dusan Vina cũng như việc đưa thiết bị lên tàu được tính toán chi li trong vài tuần để đảm bảo an toàn về người và tính năng của thiết bị và 200 trục kéo chuyên dụng SPMT để vận chuyển và việc vận chuyển đưa lên tàu và cố định thiết bị này trên boong mất gần 2 ngày ròng mới có thể hoàn tất. Bằng việc hoàn tất dự án này, đội ngũ công nhân viên Dusan Vina một lần nữa chứng minh về kỹ năng và tay nghề kỹ thuật cao của người Việt Nam với bạn bè thế giới. Chiều ngày 25 tháng 10 vừa qua, tại nhà thi đấu Diên Hồng, thành phố Quảng Ngãi, đã diễn ra chương trình liên hoan giao lưu câu lạc bộ, giao lưu văn hóa văn nghệ thể dục thể thao thường niên lần thứ 3 giữa Dusan Vina và Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Quảng Ngãi. Tham gia chương trình lần này còn có đại diện đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mai Linh. Chương trình giao lưu năm nay đã thu hút hơn 220 công nhân viên của Dusan Vina, Vietcombank và taxi Mai Linh trong tinh thần phấn khởi và có phần chờ đợi của một số thành viên kể từ mùa giao lưu năm trước. Tại buổi giao lưu, 220 thành viên của các đơn vị đã được chia thành hai đội mang tên Happy Team và Dream Team. Hai đội tham gia thi đấu tổng cộng 31 trận ở các nội dung thể thao như bóng chuyền 3 trận, bóng bàn 9 trận, cầu lông 9 trận, bóng đá futsal 1 trận, đấu vật 5 trận và một vài trò chơi tập thể như kéo co chiến lược 2 trận và cùng làm vỡ bóng bay 2 trận. Hôm nay thì mình cảm thấy rất là vui. Sau những cái giờ làm việc căng thẳng thì cái buổi giao lưu ngày hôm nay khiến cho mọi người và mình cảm thấy yêu thể thao hơn, thấy mọi người gắn kết với nhau rất là đoàn kết, tinh thần đồng đội được nâng lên. Mình hy vọng là sau này sẽ có những cái cuộc vui như thế này nữa. Đặc biệt, sau loạt các trận thi đấu thể thao mệt nhoài, các thành viên đã tham gia quây quần cùng nhau để thưởng thức và giao lưu ca nhạc trên tinh thần cây nhà lá vườn nhưng không hề kém phần chuyên nghiệp và đặc sắc. Kết thúc 6 giờ đồng hồ giao lưu sôi nổi, đội Dream Team đã được trao tặng hai cúp kỷ niệm khi chiến thắng ở nội dung bóng chuyền và bóng đá. Buổi giao lưu là dịp để nâng cao sự hiểu biết, tinh thần hợp tác, tạo mối quan hệ đoàn kết giữa các đơn vị, đồng thời tạo một sân chơi văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao lành mạnh cho người lao động của các đơn vị. Tiếp tục bản tin trưa nay, mời các bạn theo dõi đoạn phim ngắn về giáo dục an toàn trong lao động sản xuất sinh hoạt hàng ngày và một đoạn clip ngắn về những khoảnh khắc thể thao đáng nhớ. Oh,
Bản tin trưa đến đây là kết thúc. Để xem lại toàn bộ nội dung bản tin trưa hôm nay, mời các bạn truy cập vào website youtube.com với từ khóa Dusan Vina DVTV V5N82. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.